sáng nay phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố trần phước sơn chủ trì họp giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phát triển quản lý sử dụng tài sản công là quỹ đất công trên địa bàn thành phố đà nẵng cùng dự có các bang hội đồng nhân dân thành phố và đại diện các sở ngành liên quan thời gian qua thành ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác đất đai nói chung và đất công nói riêng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố từ đó diện mạo đô thị ngày càng khang trang theo hướng hiện đại hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư hoàn thiện tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập hạn chế trong thủ tục đấu giá sử dụng đất trong quá trình quản lý gia hạn thu hồi đất cũng như kết nối dữ liệu đất đai dẫn đến tình trạng trồng chéo chậm khai thác, đưa vào sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất, phát sinh nhiều vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, lấn chiếm, mất mỹ quan đô thị. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai rà soát lại những bất cập vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến địa phương, qua đó có kiến nghị đề xuất tạo thông thoáng trong quá trình quản lý và sử dụng quỹ đất công ra soát lại quỹ đất tái định cư, quỹ đất còn trống, có đánh giá cụ thể để cân đối phù hợp, linh hoạt cơ chế, thủ tục để người dân thụ hưởng, doanh nghiệp đầu tư, tạo nguồn lực cho sự phát triển chung của thành phố. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các sở ngành tiếp tục phối hợp cập nhật bổ sung tài liệu, hoàn thiện nội dung báo cáo để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.